thực phẩm. Bạn không nên ăn khi đang đói bụng sau bữa ăn vài giờ hoặc sau một đêm ngủ dậy. Bạn có cảm giác đói là hoàn toàn bình thường và bạn cần ăn uống để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý có một số loại thực phẩm ăn hoặc uống khi đói sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi dạ dày bạn đang cùng cào vì cơn đói, bạn không nên ăn đồ ăn chua. Ngoài ra, cũng cần lưu ý, có những loại thực phẩm có hàm lượng đường cao nếu như bạn ăn hoặc uống khi đói sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí ăn nhiều lần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đó là một số thực phẩm sau. 1. Chuối tiêu. Sẽ rất sai lầm nếu vào buổi sáng, sau khi thức dậy bụng đang đói mà bạn ăn một quả chuối tiêu và uống một cốc nước. Khi đó, hàm lượng magie trong máu sẽ tăng lên, phá hủy sự cân bằng của canxi và magie trong máu, gây ức chế các hoạt động của hệ thống tim mạch. Chuối tiêu cũng là thực phẩm không tốt cho những người đau dạ dày, nếu ăn khi quá no hoặc đói đều có thể gây đầy bụng, khó chịu. 2. Tỏi Tỏi là thực phẩm có nhiều công dụng, vừa làm gia vị, vừa có thể làm thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn ăn tỏi khi đói, có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, ruột và gây khó chịu đường tiêu hóa. 3. Cà chua Cà chua chứa nhiều betin và nhựa phenolic, axit cũng như một số thành phần dễ bị hòa tan. Nếu ăn khi đói, các chất này có thể phản ứng với axit trong dạ dày và kết tủa, tạo ra những khối cứng khó tan, dễ gây chướng bụng hay đau bụng. 4. Khoai lang Trong khoai lang chứa rất nhiều đường. Khi đói, ăn khoai lang dễ gây kích thích dạ dày, tiết ra nhiều dịch vị hơn, gây chứng ở chua. Vì vậy, những người đang bị viêm hay đau dạ dày không nên ăn nhiều khoai lang, đặc biệt là khi đói, để tránh chịu chứng trầm trọng hơn. Đói và thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng là nguyên nhân khiến chúng ta luôn cảm thấy thèm ăn. Do vậy, ăn đủ chất và ăn đúng bữa sẽ giúp cơ thể bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết và sẽ không cảm thấy đói ngay sau khi ăn. Nếu bạn đang đói nhưng có mục tiêu giảm cân, hãy chọn các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ ít calo nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, thực phẩm giàu chất xơ như hầu hết các loại trái cây và rau quả và protein nạc. Như thịt nạc, ức gà, cá ngừ là những lựa chọn phù hợp.